được bài rồi mà. Đừng giờ ra máy, tao có sắp một lần mình gái. Rồi giữ nha. Trời, bật đi lên quẩy là ngon rồi. Cho mình. Đem đi cái ba lô luôn. Mày chắc mày không thích cà phê. Cô kìa bà áo xanh lè kìa. Có mình cô là mặc áo bà ba. Sao là mình nhớ vậy? Cho lớp rồi tám bạn. Cái này bố đang dâu về hát cái gì trong cao ở trong trong cao như cá gì nè. Cá nè. Ơi cái này đẹp lắm, để tụi mình quay chụp hình đó, đẹp quá hả? Quay chụp hình được hả? Ừ. Ấy, nổ quá. Có chơi không nào mà không biết luôn. Trời. Trời. Ở đây chơi được không vậy? Được. Nhưng mà phải có người. Trời ơi, phải có người đứng cạnh mới được. Trời đất. Bây giờ chết trò chơi đây rất là nguy hiểm ha. Rồi dạo gì mới mát nè. Được chị gái lái xe nè, thấy không? Bời quá. Em xuống xe. Bời quá anh em ơi.
Lạ xuống mương luôn. Cho mày xuống mương trước. Từ từ chị ơi. Đây rồi cái tụm. Bảo tụm trước. Đi ra tao bên đây tao tụm trước. Ai làm YouTuber rồi mày. Mày á, mày mới tụm trước. Để em để chị chạy rồi, chị tập trung chị phải lái rồi. Tao lấy ăn. Tao lấy ăn má tao. Rồi rồi rồi, lãng rồi, cái này lãng dữ rồi, hợp lý rồi. Lãng dữ rồi. Cái gì các em nào ở đây đứng ngon à? Sao chị không sắm mấy chiếc xe hợp, chị chở, chị chạy chiếc này chị. Ủa, chị chơi chiếc xe hợp đó là em không coi được cả. Không chị, chị để dành tiền á, mua mấy chiếc rẻ tiền thôi, như là BMW chẳng hạn. Lamborghini. Ducati á. Hồi nãy bị nói là tụi bay lên rồi. Mày chạy như điên vậy á. Ê, sao có bánh quá trời vậy? Chú vợ thì lên đây.